Nguồn tin từ cơ quan công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối ngày 22 tháng 7, công an quận 12 đang phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là một cán bộ công an đang làm việc tại đội cảnh sát giao thông công an quận Phú Nhuận tử vong. Thông tin chi tiết về vụ tai nạn, công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đầu giờ chiều ngày 22 tháng 7, xe tải chạy trên đường Trường Chinh hướng từ ngã ba Mũi Tàu lên ngã tư An Sương. Khi đến đoạn qua chợ Lạc Quang thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thì va chạm với xe SH mang biển số 59V3-13840. Tai nạn đã làm người đàn ông đi xe SH ngã xuống đường bị thương. Mặc dù được nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an quận 12 đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông An Sương tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tiết phân luồng và khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.